Lời đầu tiên là cảm ơn tất cả các anh chị và các chị, các nghệ sĩ đến ngày hôm nay để ủng hộ cái chương của nhà hàng Cơm Quê Mười Khó Thứ Ba tại số 20 Sông Hàn. Một lần nữa cảm ơn tất cả rất nhiều. Tại vì á, như cái tiểu một ban thời gian có quay mà chỉ quay trong nhóm thôi, mà không biết hiểu có chia sẻ với anh chị em xem chưa. Các cái chuyện đó mình sẽ có nhắc nhở một vài người cô Thúy Quy rồi đó thì em được nhắc đầu tiên. Quy là một người rất sưu tầm, không trả phí. Là tới đâu cái gì đẹp là xinh. Ví dụ như chén đá nhà tôi nè, cái mặt này còn hai chén, khả năng lấy ba chén nè. Hello vào Khánh Dân. Thì Khánh Vân là một cô em gái đi ngồi này có. Thì hồi nãy bạn xử lý tới trước một tiếng hồ, cái bề mặt của em là bên nặng. Chị Vân, không chị Vân đâu. Cái chị Vân, nó nói là chị Vân đi trễ dữ lắm. Đây Bảo Hân từ Hà Nội đây vô. Đó, lát con mời chú Thi thêm con. Ở đây con. Hả? Xoay lại là sao? Thì bây giờ là ăn chưa? Ăn chưa thẳng hay chưa không? Sáng làm tắm hết nhiêu tiền? À, chưa có làm ha. Ủa vậy đâu rồi? Làm tự nhiên không hết chấp đúng không? Má trời. Má trời quá đấy. Thôi thì nó nhỏ câu cao thì bị ghen. Là sao? À, lại có cái chồng nữa. Trời ơi, lớn chuyện. Quy, sao nhà này nhiều người sắp đi chồng cái vợ kia ha? Trời ơi, tới rồi. Cái thời đám cưới thuê đã tới rồi. Đăng ký cho mọi người à, em sắp định nhé. Anh phải làm MC chứ. Anh phải làm. Anh chạy giọt cắn đúng rồi làm MC nha. 3 tháng sau. Ôi mà. Thôi bây giờ tôi mời là Cúng Quy lên đây đi. Mời Cúng Quy. Em mời quá. Cúng Quy là một bạn rất là giỏi anh. Từ MC tới diễn viên tới gamer. Nhưng mà hôm nay anh ăn. Hôm nay ăn. Hôm nay ăn thôi. Thưa quý vị, theo lời yêu cầu của đại diện cùng gia thì ngày hôm nay xin phép được lấy xe nhẹ 100. Anh ơi, chị vay 500 nhé. Với sự xuất hiện của một danh ca, thưa quý vị, chỉ một buổi trình diễn ngày hôm nay. Nhưng thứ gì? Thưa quý vị, thứ gì ạ? Anh lấy sự tiết kiệm và cao độ. Dạ, đi thư xung anh đây, xin mời. Anh cứ thoải mái, ông nào nghe thấy được hết, bài nào cũng chơi được hết. Nghe lên, mời em. Dạ là quận 2 á mọi người ơi, 20 Sông Hàn quận 2 ạ. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người để cho anh Quy với bạn hát chung được nè. Anh chị là chị Quy đi, Quy đi. Anh chị của em được. Ok lắm. Cảm ơn thầy con bác về lớp. Ủa Nhung ơi, ra hỏi Nhung là sao chưa thấy sẽ được khán giả như là mọi người sẽ đón nhận ủng hộ thiệt nhiều trong thời gian sắp tới ạ. Tiếp theo chương trình sẽ là một bộ ca âm nhạc. Thưa quý vị, cảm ơn phần trình diễn song ca vừa rồi, kính chúc tại của Kim Thúy Kiệt và Lê Khánh. Tiếp theo, người thứ hai, đại nhân thứ hai rồi, thì mời mọi một nghệ sĩ có số 2 trong ngày hôm nay, xin mời người thứ hai. Lên bước mời em ơi, khủng quá, lên đây, đây là, thằng em ơi, dạo này chơi cái đầu nổ quá, lên em ơi. Được biết là thưa quý vị, hiểu được những người em mà em có đồng ý, là anh em mời Khai Phương lúc 11 giờ thì 8 giờ sáng có đây rồi hiểu. Em tới thì một cái gì? Nói tới thôi. Tới, không phải là tới đầu tiên, tới đầu tiên. Tới đầu tiên, tới đầu tiên, tới đầu tiên. Còn hôm nay rồi, cũng có một tháng càng đầu tiên cũng là một tháng. Em bị đau họ. Em bị đau họ.
Nếu như là Hồng thì em tin tiên hơn các chị định tùng như nghệ sĩ ở phía dưới ở hạng cái like. Ở đây chúng ta có nhiều giọng ca lắm, như là Misty nè. Đó, hoặc là tương lai Hồng Phát thì có Will rồi. Mấy nhưng mà em nghĩ là em đang muốn nghe một giọng ca hấp cười. Một giọng ca hấp cười thì em xin mời anh viết fan. Em ơi, trời em tới rồi biết ơi. Hát cái gì vui vui mắt người biết ơi. Lạy ra nói nữa là chúng ta già giúp đi ha. Mấy em thì cũng già giúp đi. Nói chung là em là cũng là một người mà gọi là ăn lúa ăn này nhiều. Ăn lúa ăn thời gian rất là nhiều rồi. Đi rất là nhiều lần tới đây có học bánh bánh gian rồi và rất là mong là hôm nay là hy vọng là các con người đều có những khó khăn gì một cách là một cách ngon nhất và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho lại cơ bơi người khó. Dạ, Hiếu thứ hai đang đứng đấy ạ. Em chào mừng. Bây giờ nào biết nè ơi, nãy giờ mình tới đây từ lúc 11 giờ đến giờ nãy đây. Vào những bông hoa rất là nhiều, trong đó có những con mì. Hỏi ông đám cưới sao mình có bỏ tiền cho bông hoa? Này là đám cưới vậy? Ai tệ lắm. Đối nào ngay thì hôm nay tụi em xin phép gia đình nhỏ nhỏ, trong này một em là đối phan, có thiếu hai, thiếu hai người. Thiếu mẹ già nữa, thì xin mời bây giờ tôi sẽ hát cùng với tụi em. Mẹ ơi, ngày của mẹ đó, ngày của mẹ bao giờ đây đó mẹ? Hết rồi. Thì Hiếu là Hiếu đang có một cái dự án mới nên có cấp tay thì đang phải chuẩn bị dự án cái này chung để làm dự án nên bữa nay là bị đa thăng tiến nói chung ca sĩ là theo hướng trời hết nên là là phụ, cái gia thương hiệu của hai đứa em là chính. Đi em và la bên đi.
xin ý nghĩa dạ. Tia thương hiệu Stella của đất đen. Làm cái càng. Làm cái càng rồi. Chồng em quá kìa. Lòng thở. Lòng thở, bây giờ em đứng lòng thở. Mấy em, mấy chị chú trong này. Em thì chúc chi nhánh thứ ba của Yến Giang luôn phát triển đấy. Chúc cho 112 món trong menu ngày nào cũng hết ạ. 112 món. Hả? À, trong menu là 112 món nhưng mà kêu anh em nghệ sĩ tới đây là bây giờ 3 tiếng đồng hồ là nãy đúng một món thôi ạ. Là còn 111 món còn lại không biết là ngồi tới khi nào mới được thưởng thức. Mình đã tới đây là mình phải ăn hết menu để mình về mình mới đánh giá được. Hy vọng đánh giá bếp bếp cái kim bếp làm ra cái sớm chuẩn bị 111 món còn lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được là xong nước. Đầu xưa rồi. Dạ. Anh tưởng là làm văn rất giỏi như ngày xưa là có văn là 7-8 điểm không? Dạ. 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 Và không phải khác đó là hiếu thứ hai.